Tao nói Dạ nghe rồi bố. dạ dạ nghe dạ chào chào bố Cầm. Ok, mới đi Ngon về mệt quá, mới đi xuống xe xong đây. khoe nó đại đi, khoe ý là khoe về đi chơi anh mình, gặp với anh mình đó. Ờ, mời bố. tôi thấy mà mới đi Vũng Tàu đúng không? Đúng Đó, tôi rồi, coi cái có nhìn sân qua sân này mới thấy. đó. Trời ơi, Tao con đi Vũng phải lắm. Tàu bao lâu mà chưa 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 bao giờ À, thấy cái sân để này. tao nói cho mày nghe này thơ quan, cái đó là tại Dạ. vì nói rõ ràng là mình chẳng cực đoan con mẹ gì cả, cực đoan hay Dạ. là không á, là do cái phía đối phương, mày hiểu tao Dạ. nói không? Có nghĩa là như vậy Dạ. là mình đáp trả tụi nó, có nghĩa là tao thấy không có gì cực đoan cả, có thể nặng nề hơn chút xíu cũng không sao, là bởi vì sao, là chính tụi nó đã bắt buộc mình phải cực đoan như vậy. Thì bởi vì mình thấy rõ ràng cái live ngày hôm qua của bố, có nghĩa là có những cái Dạ. thằng nó lơ ngơ, nó hầu như nó chỉ nói cho đã cái miệng, nó mượn cái diễn đàn mà nó nói cho đã cái miệng, hầu như nó không biết con mẹ gì hết. Thì tao hỏi mà bà không tức sao được, biết không? Đó là tao dặn lại chứ không, tao đá xuống từ lâu rồi để cho nó coi nó nói cỡ gì, nó nói gì tệ, nó càng nói hay lòi ra cái ngu của nó, là thành ra thậm chí nhiều khi lịch sử nó cũng chẳng biết cái gì cả, và nó hầu như nó cứ nghe theo, nó hùa theo thôi, hiểu không? Thì mình nói nó biết, nó nói là cá nhân riêng riêng mình nó thôi, nhưng thực chất ra cá nhân của nó cũng không biết luôn. Có nghĩa là cái ý của nó nói ra để cho mình nó tự sướng thôi, chứ nó chẳng biết đó là cái gì, chán không? Nên vì đó là mình phải cực đoan thôi. Đấy là giờ hai có mày đặt hợp nha, đặt hợp cha con mình thường thường mở cái like mình nói về ở đây là không ca tụng nha. Tao thấy cái sao tao nói vậy, tao là tao rõ tánh của tao là ăn cắp mặt mình, đưa tay bằng mắt, tao đã từng nói vậy, thấy rờ chứng kiến cảnh đàng hoàng thì mới nói, không chứng Đúng kiến thì rồi, không đúng nói. đúng. Đó đó là Nhưng một cái đó là một cái con rất là ghét khi họ đúng rồi, trình bày cái gì đó, họ không không dựa vào bằng chứng không bằng và chứng họ gì cứ nói cả, cho sướng. không bằng chứng mà nói cho sướng miệng thôi, mà nói cái nhiều khi bơ vơ bơ vẩn, thậm chí nhiều khi nó nói mà nó cũng không hiểu nữa thì họ dây cho ai. Đấy thì tao không có ưa cái điều đó, rõ ràng gì đó, thành ra vì đó đôi lúc mình cực đoan cũng đúng thôi con, chứ không có cái gì cả, tao cũng chấp nhận điều đó. Mà nói thiệt mày chẳng có đích thằng nào cực đoan như tao, có nghĩa là tao tao đó nói như vậy, tao tới đó tao quay phim tao dẫn chứng đàng hoàng, có nghĩa là tao thấy rõ ràng trước mắt người dân vậy ăn chơi vậy, mà nó nói tao là đủ má là khổ, nghĩa là đang kèm kẹp với những gì ác bức cộng sản, người dân đang quằn quại, tìm tao quằn quại các con mẹ gì hết, thế mà không tức sự được. Mà trong khi đó mình ngồi tại đó, mình quay phim tại đó, mình livestream tại đó, người dân ăn uống tại đó, người ta vui chơi tại đó, mình nó cứ quằn quại với chế độ cộng sản, là mình nghĩ sao không tức? Nói đủ mà thấy rõ ràng không, có nghĩa là hai cái thái cực khác nhau rồi, rõ ràng vậy. Còn nó nói là mà lúc này là người Việt Nam là nghèo khổ đủ má, không có ăn cơm gạo của ta, tôi quay cảnh Xuân Lộc cho bạn nghe, tù má nhà này nhà ấy đủ cao ráo đủ biệt thự không, toàn là xe hơi không đủ, hỏi mà Ok. nó nói vậy sao cái Sẵn gì sẵn ở đây vậy? có hai người. Ở đây có hai người Việt kiều ha, bố Cầm. Vậy lúc lúc Đúng bố Cầm qua, bố Cầm có dám ăn ăn sang mặt sướng không? rồi. Ủa má làm sao sao mà xứ ra ngoài hết tiền sao về vậy? Không phải không, Giờ lúc lúc là bố Cầm mới qua Mỹ kìa. Thôi trong vấn mới đề qua nói Mỹ nghiêm túc, hỏi á. cho nghiêm túc á. Trời ơi, mới qua Mỹ là phải chắc kêu dành dụm, phải tính toán chi Đó. ly rồi, làm gì có cái chuyện mà ăn xuống mặt sướng ngoài, đâu có ai mà cho ăn xuống. Ở đây tôi nói rồi, à, nói một cách khác chăng nữa thì người Mỹ nó có một câu là không bao giờ người Mỹ cho không bất cứ ai một cái gì, từ viên kẹo cho đến bịch đường, chứ đừng có nói chuyện gạo, mày hiểu không? Có nghĩa là nó không cho ai bất cứ một chuyện gì phi, không có chuyện cho không bất cứ gì cả, đều có một sự trao đổi cả, bởi vì nước Mỹ sống vì tiền, Đúng đúng tiền rồi, tiền đó mình cả. ở nhà xã hội là mình thuê của nhà nước, là mình phải Đúng trả rồi, tiền ai thuê có phải trả thôi, điện nước cứ mình phải có trả tiền không vậy. Riêng đó. tao giải thích chút xíu, tao mới nghe mình nói gì, ví dụ mày hỏi mình ví dụ y tế mình ta ở Mỹ hoặc là người ta mới ở Anh thì tao không biết, giờ ở Mỹ thì tao đã biết rồi, có nghĩa là khi bất cứ ai gọi 911 để cấp cứu đều nó đều ba chiếc xe lại, tiếp là một cái xe chữa lửa, thứ hai là một cái xe y tế, thứ ba là một cái xe cảnh sát. Cái lý Quá do chán tại rồi đó. sao mà điều đó là bởi vì nó có đặt trường hợp như vậy, bởi nó ăn rơ cứu hỏa cảnh sát thì là bố cùng một người, nó mà nói nôm na cái từ Việt Nam gọi là cùng một ruột với nhau vậy. Và mày mới hiểu rằng đất nước Mỹ là đất nước của bảo hiểm, cái gì cũng có bảo hiểm cả, từ nhân mạng đến sức khỏe đến từ xe cộ đến y tế đều có bảo hiểm cả. Tụi nó chủ yếu là nó đã ăn tiền bảo hiểm chứ nó không phải ăn tiền mày, hiểu không? Mày chỉ cần gọi hiện giờ đó, thì nó điều ba cái xe lại, ba cái xe đó đều phải trả phí cả. Nếu anh có mua bảo hiểm thì cái thằng đó nó lấy trong cái tiền bảo hiểm của anh, thí dụ như bảo hiểm của anh cover 70%
thì nó bắt anh phải trả 30%, còn bao nhiêu 70% là của bảo hiểm phải trả. Chủ đích của nó là nó ăn tiền bảo hiểm, là bởi vì sao? Là bảo hiểm là chỉ có nuốt tiền vào thì mới ít khi nào ói tiền ra cả. Mày đóng xe, mày đóng bảo hiểm nhân thọ hoặc là bảo hiểm bệnh hoạn, chẳng ai muốn mày bệnh hoạn cả. Có nghĩa là cuộc cả đời mày đóng cả đời vậy đó, lâu lâu mới điên lần, thí dụ này bị cấp cứu là chẳng hạn như bị tai nạn, bị đột quỵ này kia, bất đắc dĩ lắm thì mới gọi là cấp cứu, hiểu tôi không? Thành ra chỉ có bảo hiểm là nó giàu kinh khủng, bảo hiểm nào nó cũng giàu cả, kể cả bảo hiểm xe nó cũng giàu, bảo hiểm nhân thọ nó cũng giàu. Mày biết đời người 100 năm chỉ chết một lần thôi, bảo hiểm thọ mày đóng tiền một gần mấy 60 năm là đã lời chết mẹ rồi. Ok, ở đây nó có hai số điện thoại, là một số điện thoại để gọi bác sĩ tư vấn và một số điện thoại để cấp cứu đó. Cấp cứu. Thì nó cấp nói cấp trước tiên mình gọi đó. Mình gọi cấp cứu đi ha, là nó phỏng vấn mình chuyện gì hay là trường hợp thế nào giải thích cho nó biết. Nếu không cần nó cấp cứu là nó nói chuyển qua bác sĩ tư vấn, và hay là mình nó nghe mình nhìn là cái chuyện như là lạc nhạc, nó không cần thiết đến nó dưới cấp cứu thì nó không liên quan đến đó. Chứ đừng có nghĩ là gọi là nó tới liền, tại vì nó có hạn chế, nó phải giữ lại cái giữ lại cái dịch vụ này để cho những người cần thiết, chứ không phải là anh muốn gọi là nó tới liền. Giống như có chứng nghĩ ở Mỹ cái nhiều cái chuyện mà cười ra nước mắt, cái đó là khi mày gọi bảo hiểm, mày gọi chính một bọn người gọi cái đường link là gọi là cấp cứu đó, thì có thể nó sẽ tới liền, nó chỉ hỏi mày có bảo hiểm không, mày có bảo hiểm là chạy cái rẹt liền, rồi bảo hiểm ăn thì bảo hiểm mà. Bằng chứng là những lúc gần đây, những năm gần đây thì mày bị hiểu là tụi nó toa rập với nhau. Mày biết người Việt, bác sĩ người Việt có cái tin đó, như mày có đọc đó, thơ quan có nghĩa là những người bác sĩ người Việt mà vô lương tâm, nó biết lựa mấy anh ông già người Việt mà nó không ăn già, nó không có ăn tụi Mỹ được, nó mày lựa những người lớn tuổi như tao thiếu sự hiểu biết rằng bằng, xong rồi cái nó kêu đi khám bác sĩ chụp hình rồi cái đầu rồi đi vẽ ra, biết không? Vẽ đi, vẽ để ra tiền bảo hiểm. Mày đó cái chuyện nó bị bắt mới rồi đó, mày có nhớ hiểu đâu? Có nghĩa là không có chuyện gì nó cũng làm để đăng tiền bảo hiểm, bởi vì tiền bảo hiểm rất là nhiều. Thì tụi bảo hiểm nó nghi ngờ, nó bắt mấy ông già bà già nào khám tim, khám bệnh, rồi chụp X quang, các cái đủ trò để chi để đăng tiền bảo hiểm. Đó là cái thứ nhất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó có nghịch lý này. Nếu mà có những chuyện mà xả súng ngang, đó là những chuyện tình trạng sẽ bị gọi bullet phải không? Đủ mà tàu lao nó không có tới liền đâu rồi bác. Nó có bùi nó tới liền nó chết sao đâu, nó chơi đâu quá thay gì bằng nửa tiếng sau nó tới được cái chuyện đó, đó đúng không giống như ví dụ trường học đó bố, giống như ví dụ trường học đó đó, bảy bốn mỗi 50 phút sau nó tới, nó lúc một kia nó đâu dám vô đâu được, nó sợ bắn sao, nó khổ lắm đâu quá. Tao nói thiệt mày gian manh lắm, tao nói khổ chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà mình nếu mà gọi bảo hiểm mà mày gọi tiếp một hộp, hiện giờ nhà tôi đã vợ tôi bị té hoặc là bị đột quỵ hay là bị cái chuyện gì đó mà cần cấp cứu, nó đầu tiên nó hỏi mày có insurance không, thì có lại ba chiếc xe chạy tới liền, ba chiếc chạy là mày trụng mà mày dập vô là bảo hiểm mình phải trả ba chiếc, mà trả tiền cảnh sát nè, trả tiền cứu hỏa nè, trả tiền cho cái ambulance nè, trả tiền sói đầu luôn đủ mà tính đụng vậy đó, nó chủ yếu là lấy tiền thế thôi, đơn giản thế thôi. Đó là cái chuyện mà tôi nói cho mày nghe gì đó. Thì nó có, nhưng mà nó cũng có mỗi cái bữa vẽ, cũng có đôi lúc hên xui nghe, mình không có nói mình không nói qua đủ cái đó 100%, nhưng cũng có thể bởi vì nó rảnh rỗi là hoàng sao mà gọi cái đủ chạy tới liền thì có thể cấp cứu cho mình được. Nhưng mà nói vì nói thì nói nó không có lẹ, có nghĩa là bây giờ tôi nói mày nghe, mà đụng xe giữa đường ở ngoài, thí dụ ở Việt Nam là ở gần bình thường đấy à, đủ mắt mình là bị thương mà ngất đó là đủ ai lắm. Trước mắt thì mày gọi chích điện thoại Âu Lan tới là nó chở mình từ đẩy, cái điều đó là cái điều ưu tiên. Còn thằng Mỹ thì không có đâu, đủ mày chết rồi tụi nó chưa chắc cái đó vô rồi đi khám bệnh cũng vậy. Nó có trường hợp gì nè, nó có một phòng ram khám là mày đi vô liền khám thông thường đó, chích đầu số cuối khám liền, còn hoàn toàn tất cả cái gì đều phải làm hẹn, hỏi mình có phải làm hẹn một ngày 21 tiếng trước rồi qua mày sao mày mới đi khám lâu đó. Đúng. Nó lây trời ơi đúng mới nó đau lắm, không có đơn giản gì đâu. Còn Việt Nam mà biển độ mà chung vô là bác sĩ cái gì vậy? Không là qua đá banh hả? Chung qua không?
vừa phải nó phải đủ. Có anh khách mời mới mà anh Việt Trai phải. Việt Trai, Việt Trai để dặn nhỏ. Rồi cho anh Việt Trai. Rồi Việt Trai đủ. Còn mấy ông bưng bô không á. Ủa đang coi Chelsea với Hotspur đá. Mà Chelsea nước Anh nữa. Chelsea với lại Messi chứ kia. Thôi bữa nào lại coi tao đá hay hơn. Chelsea có đài Mỹ coi nhưng mà không thích thích coi Việt Nam mà nghe mấy ông bình luận vui. Chuối đồ má hò hét vui. Nghe tiếng Việt bình luận đồ này kia vui. Tự giật bắn người lên đồ cái dụng. Chào bác Cầm. Việt Ra chào cả nhà mình. Chào Chào thì bố là tâm của vòng tròn mà. Bố là tâm của vòng tròn. Đúng rồi. Để cho ông già sáng được rồi. Đúng rồi. Chứ bây giờ con hỏi bố bây giờ mà bốn đứa con đưa mặt ra nào cũng trẻ đẹp trai hết phải xấu hình ảnh của bố không? Đúng không? Đó, đó cái lăng vậy rồi cũng cự nữa đúng không vậy ra? Nó không đưa mặt ra hết rồi tự nhiên ngày mai thấy ông già bấm cái status lên Facebook của ông đó. Từ nay tao giả từ sân chơi. Thì đó, ở đây có bàn gì kiểu rồi. Làm bao quen không biết chuyện gì. Cái gì mà chứ nếu là hỏi mày nếu không tin tao thì hỏi Việt Nam thế thôi, đơn giản vậy có gì mẹ vậy thôi. Mà tao chỉ ghét cái là đủ an toàn là tụi này dân ăn bốc ăn tục nó xét. Yeah. Chứ ngồi trong kia mới già ngồi đủ má nó, tao nói rồi tao đặt tên nữa toàn là giáo sư sao quả không à, nó nói chuyện tin sao quả không à, ăn cơm thì muối với muối mà nói chuyện là trên núi khổ lắm. Tới bây giờ mà nó vẫn nói rồi Việt Nam mình không có bảo hiểm y tế là bị tử tụ má chán không thì con không có nói đúng là cơm áo gạo tiền. Ở tỷ số là 1-0 Chelsea đang thắng 1-0 nha anh gì chữ tàu chữ hoa không á. Không biết tên không biết đọc. Tại có anh nào tên chữ hoa chữ tàu đây để hỏi tỷ số 1-0 Chelsea thắng thì con cơm áo gạo tiền phải đi làm không có thời gian rảnh. Cái thời gian mà rảnh á thì anh chị em ngủ hết trơn. Đúng rồi. Còn bên đây thì thức khuya đi làm về rồi đi ra banh đá bóng rồi về nhà khuya tối rồi ngủ thì ngủ dậy trễ quá rồi bà con like cũng xong hết trơn đó. Ừ. Thì được có cái sáng chủ nhật rảnh thì cũng lu bu tí xíu được có chút buổi sáng đó. Thì lên chơi với anh chị em mình thì mình không có ấy nói được có cơ hội nói la lên diễn đàn nhiều nhưng mà những cái gì mà con đưa lên diễn đàn hay là gì á là con nói là đều có sắc có chân đàng hoàng. Tao thích vậy nói đó. Chung là đưa những cái tin tức mà của chính thống, những cái tin tức lớn không cần biết bên nào, bên Cộng Hòa, bên Dân Chủ gì, con là con chính giữa trung lập, con không bên nào hết, cứ thấy trái tai gai mắt là con đưa lên vậy thôi. Nhưng mà có một cái dạ lỗi anh. Có một cái thông tin này mấy anh biết chưa vậy? Ông Trump có thể bị tội là gián điệp. Tội nặng nha, gián điệp là tội bán nước á. Thì cái chuyện đó thì em cũng không dám nói là dạ có hay là không. Nhưng mà cái gì cũng vậy chờ phải xử xong hết em mới dám nói, em mới đưa lên. Không biết, bây giờ mình chỉ là toàn là người dân mình không biết gì cả. Mình toàn là đón không à. Nhưng mà nó chỉ là... Bây giờ thì tao nói cho mày nghe, ở nước Mỹ nó phân rõ rệt là hai phe, một phe binh vực trung và một phe không binh vực trung. Nhưng mà bác Cầm, con xin lỗi bác cho con cắt bác ngay chỗ này, hai phe hay là gì cũng vậy nhưng mà mình cũng phải cẩn thận nha luôn nha anh Minh, là tại vì ở Mỹ này báo điểu tụi nó điểu ghê lắm. Anh có thấy cái thằng khỉ kia mà nó chuyên môn nó thuyết âm mưu mà nó toàn là nó ba xạo không mà người ta theo nó hả, ô không biết bao nhiêu triệu người á. Bây giờ hôm bữa bị xử mấy triệu, bây giờ ra lôi ra xử lại quất 40 mấy triệu đó, đền tiền bồi thường á, cho nên phải cẩn thận. Tin tức ở đây ghê lắm, tin tức điểu không. Rồi là mấy biển này là biển tin không đi, ủa mấy anh cũng không tin nữa. Là cái này trên tôi TV chính thống mà nó thu gom được 20 thùng giấy tờ tài liệu gì đó. Ông Trump cướp
cái khi ông giờ thì... khỏi Nhà Trắng. Nhưng mà đã xử chưa? Tòa án không, thì chưa cái này chưa. Thì đấy, ý em là đó. Vậy chưa xử mình chưa dám nói anh. Rồi. Để đó đi. Mình nói đây là mình gì là mình vừa là mình biện luận thôi, hoặc là mình là chỉ ta bình luận thế, mình bình luận thôi chứ mình đâu có dám ngã bên nào đâu. Nhưng mà có điều mà nói ai mình theo mình nghĩ là ai phải ai trái thì mình có một cái thiện ký, một cái thiện ký. Có nghĩa là gì? Thí dụ là ông Trump, mình nghĩ ông đó làm đúng hay là không, hoặc làm không đúng thì mình ra đưa ý kiến thôi. Mình nói làm gì có cái chuyện này phải đâu. Nhưng mà theo tao nhận xét mà tao thì không thích ông Trump lắm. Mà từ hồi xưa tới bây giờ là bởi vì sao? Cái cá thánh của ông và những cái bồn của ông á, trên đây tao không thích thôi. Nhưng thực chất ra cái kỳ này ông Trump dưới cái này là thuộc là dạng cái một tè le tè lưa rồi đó. Có nghĩa là đã gọi là có bằng. Là bởi vì sao? Tao hỏi mày, tao với mày ở bên Mỹ, tất cả mọi người ở Mỹ, tại sao không khám xét nhà, không làm những chuyện vừa vu vậy? Mà tại sao ông Trump phải bị như vậy? Để đứng đứng nó phải có cái lý do. Ok, đúng, thì cái này có Warren mà, có giấy gì, giấy mờ, nói theo kiểu giấy Việt Nam á. Ấy xuống đàng hoàng, nhưng mà cứ qua đi. Thì nó có cái lý do. Thì con có cái ý kiến như vậy. Hồi nãy có một cái khúc của mấy anh em kia vẫn còn nghe chứ hả anh? có mày ra đó, mày ra nó đi. Tưởng đâu mấy anh nghe rồi, cứ trao đổi đi. Việc Ray xin lỗi lên trễ, sợ bà con buồn ngủ. Sao đâu? Nói chứ vậy em có ý kiến như vậy thì hồi nãy có cái anh kia anh lên anh nói là cái gì ta? Cho Việc Ray nhớ lại từ từ cái nha. Anh lên anh nói là ba que gì đó toàn là dân Việt Rai nói đại khái nha, giống như dân giả nha, toàn là dân ngu cu đen không là gì đó mình quan tâm tới nó làm cái gì hay là cái nó gì đó bên gì đấy. Thì Việt Rai có ý kiến là Việt Rai ủng hộ cái anh em mà lên phản đối tụi nó là vậy. Thì đúng ra nếu mà không có phản đối tụi nó hay gì thì Việt Rai cũng chả có kệ bà đó, Việt Rai cũng chả có quan tâm. Nhưng mà mình á thì mình cũng có cái là không lẽ mỗi cái mình lên mình cứ chửi lộn với nó hoài, má trúng ngay cái thằng ngu, mình chửi lộn riết thì nó cũng mình cũng thành thằng ngu đó. Nhưng mình cũng nghĩ tới nghĩ lui vậy, nhưng mà có nhiều khi mình lại không làm vậy được. Mình nghĩ như má lên cãi với mấy thằng khùng thằng điên nó cứ xuyên tạc tầm bậy tầm bạ, mình cũng bực lắm, mình nói, má nó nói nhưng mà không được. Có nhiều khi muốn ngồi im, nhưng mà bởi vì Việt Rai có nhiều khi bức xúc cũng muốn lên, muốn đưa những cái này cái kia ra cho anh chị em đồ thấy rồi này kia nọ, là mình mà không làm, mình không chống tụi nó đó thì tụi nó nói bên Việt Nam sẽ nhiều người nghe, mà những người cũng trình độ cũng thấp, đa số là Việt Rai xin lỗi những người lao động, những người không có kém hiểu biết, cái là tí xíu là nghe, tí xíu là nghe tụi nó. Cho nên á bây giờ bên Việt Nam cũng có nhiều thành phần cũng nghe mấy cái đám xuyên tạc nói trên trời dưới đất này kia kia nọ, mà tụi ở bên đây nó nói toàn là nói tầm bậy tầm bạ không à đó. Mà mình mà không lên tiếng á thì bà con bên Việt Nam đúng, nghe đúng, lời tụi đúng. Nó hết là mà tai hại lắm đó. Thì đúng. Giống như anh Thơ Quang hồi nãy cũng có lấy ra vài ví dụ, vài trường hợp bên Việt Nam có những trường hợp này trường hợp kia đâu đó, thì cũng là nghe lời theo cái đám bên đây đó mới là đúng như vậy đấy. Trong thế giới phẳng rồi ha, thế giới phẳng là mình sống ở đâu cũng được hết á. Nhưng mình phải đưa kiến thức cho dân để họ hiểu, họ để đề phòng. Khổ có cái ở bên Việt Nam rất còn nhiều người họ cứ nghĩ là qua đây là mình nói đại khái là qua đây là cứ hưởng nhà lầu xe hơi đâu ra. Đúng rồi, mấy cái đó thì ở đâu mà họ nghe được, từ đâu ra? Có phải là từ cái đám xuyên tạc, cái đám bố láo bố liếu mà nó lên nó cứ ca ngợi bên này không, mà sự thật có đúng như vậy không? Đúng rồi. Đó, thấy không? Cho nên thì giống như bên Việt Nam á, xin lỗi. Mà có dạ bên nói Việt đi, Nam nói, xin lỗi. Mà có một người nào á, thí dụ đi, họ có một cái gì bất mãn xã hội hay là Việt Nam, thí dụ như là có một anh nào đó ảnh đi ra đường ảnh làm cái gì sai một tí xíu rồi ảnh bị công an phạt bắt, cái ảnh về ảnh bức xúc cái là ảnh nghe tụi này cứ ca vậy là thấy tai hại không, là thấy bắt đầu ổng có một cái suy nghĩ tiêu cực rồi. Cho nên đó lệch lạc nó bắt đầu phiền đó. Cho nên bởi vậy em ngồi nhiều khi em cũng chả không muốn quan tâm tụi nó, nhưng mà nhiều khi mình cũng bực thấy tụi nó nói bố láo. Rồi cái thằng bên Mỹ thì bảo là có lần nghe nó nói là gì nó ghét nhất là những người những thằng ở nước ngoài
mà cứ bưng bô cộng sản nói những cái xấu thì tại sao nó ghét. Đó, em suy nghĩ tại sao mày ghét, nếu mà mày là con người đứng ra đấu tranh, mày là con người mà giỏi thông thái đồ này kia thì mày làm chuyện của mày, tại sao mày phải ghét? Có phải mày nói ra tầm bậy tầm bạ rồi mày bị người ta, những người đó biết họ bóc phốt mày, họ người ta phan mày rồi mày vụ mà mày điên mày mới ghét không? Rồi. Ô nó cả tu nó nhài cười đó. Mà là làm vậy mình học. Đúng đúng đúng. Okay. Hồi xưa tao nghĩ như mày vậy việc rồi có nghe kệ mẹ tụi mày hơi chịu làm. Đúng rồi bác. Ôi lúc mình tức. Nhưng mà không được, nếu mà mình ngồi im á thì mình thấy nó đưa nhiều cái ra tầm bậy tầm bạ quá, không đúng. Tôi tức người ta mới nói với thằng thơ qua, chính vì tụi nó làm vậy thì bố con mình nên giữ cái diễn đàn để mà đặt tụi nó làm vậy. Đúng rồi, tao phải muốn lên để mà hồ đưa cho biết đâu, nhưng mà nó sẽ ghét. Rồi đâu rảnh. Chẳng hạn ngày hôm qua này đâu có rảnh đâu, chứ mà khổ nói. Cái ông Diệm ông chết năm một ngày 11 tháng 1 năm 1963 ông đã chết, và chết trong cái nhà của cái nhà thờ ta cha Tam, và chết ở trong cái cầu tiêu á, cho mình chết đâu bình thường nữa, có in xác, có pháo đổ, có đầu hai ông bụng Diệm bụng vô, thế bà nói thằng Trang này bị bệnh chết già chết trong có gì thôi nó đùa để coi rõ ràng, có nghĩa là nó bẻ một bác Hồ đúng. Bác Hồ là người Tàu á, bác Hồ người Tàu mà nói giọng Nghệ An rất là chỉnh nữa. Tụi nó lấp liếm á, nó lấp liếm đủ các kiểu mà nó trơ trẽn, mà nó lấp liếm nhiều cái nó trơ trẽn mà mình không thể nào mình tưởng tượng được luôn á, không hình dung ra. Nó hay à, nó trơ trẽn mà nó phô chưa từng thấy. Ok, sẵn đây có Việt Pride cho hỏi, lúc Việt Pride mới qua, Việt Pride giàu không, giàu ngay luôn không? Vào ngay thì không có vào ngay đâu, làm sao vào ngay được anh. Đúng, thì lúc đó Việt Rai đi em còn nhỏ mà, em còn nhỏ đó, rồi thì ok thì cũng đỡ ha, cũng mình thích nghi được xã hội rồi học rồi mình tự hay. Nhưng mà giống như họ nói đa đảng như đó, đa đảng dạ. Ok em không có vấn đề gì hết, cùng nhau là người Việt quản lãnh đạo đất nước, cái đó thì không có vấn đề, nhưng mình phải có hiến pháp, có luật chơi. Nhưng mà anh nói là có đa đảng là ai cũng thượng vượng ngay, là cái đó là giống như mình không. Mình chỉ là mấy người Việt kiều á, bây giờ mấy người Việt kiều giàu họ phấn đấu bao nhiêu năm để thật lòng mà nói đi, thật trọng mà khai đi mới dạ. Được cơ sở ra làm ăn hả? Đó, nhiều trường hợp lắm anh, cũng khó nói lắm rồi, thất đó. Bại rồi, nhiều người thích phô trương qua thời gian ngắn rồi phô trương hùng hổ, người ta kêu là gì đó, khai trương thì y xèo mà cái gì âm thầm, đó cũng nhiều lắm, âm thầm bỏ của chạy lấy người đó, cũng đủ các kiểu. Đấy. Đừng có nói láo, để dân được kiến thức để họ đề phòng chứ đừng mình... Anh Minh biết không, em... bạn á, em đi làm em quen người nước ngoài nhiều, thì nói đúng ra là bạn của em đa số là người Mỹ, thì mình làm gì làm mình cũng nói chuyện thôi, mình cũng hay dò, mình cũng hay hỏi nó lòng vòng người kia. Người Mỹ á, họ rất là bình thường á, họ không nói ra, họ có một cái là họ giữ, họ thí dụ như họ kỳ thị đi, họ không thích cái gì á, họ ít nói ra lắm, họ để trong lòng, đúng không anh? Thì người Anh cũng vậy. Nhưng mà khi mà anh chơi với cái người đó mà thân rồi đó, ví dụ như anh đi làm chung với nó mỗi ngày, anh vô hãng anh làm, hay là anh đi làm chung với nó một cái gì, anh thân với nó rồi, khi mà anh nói chuyện với nó gần gũi rồi đó, cái là nó mới xả ra cho anh nghe. Thì thí dụ bắt đầu anh mới móc ra những cái chuyện kỳ thị nè, hay là anh mới móc ra những cái chuyện mà những người mà cứ qua đây ăn bám, kêu là đúng đó, nó ghét mấy thằng ăn bám lắm. Mà mình mà móc đó. Ra rồi hả, mà nó thân với mình rồi hả, nó chửi cho bà nghe. Nó ghét lắm, nó nói tụi bay cứ nghĩ cái đất nước của tao là để mở, để cho tụi bay ở ngoài, tụi bay vô tụi bay ăn hả? Chứ đừng có tưởng, có nhiều người Việt Nam mình bức xúc với cái đám quỷ mà xuyên tạc, nó cứ qua đây được ăn tiền này ăn tiền nọ. Riết mình cũng bực nữa, mình nói má qua đây cài chết mẹ luôn, dân chúng cài coi như con trâu vậy, tụi bay qua đây tụi bay cứ nằm ngửa ăn tiền xã hội à. Rồi. Không, vượt ra, vượt ra chứng tỏ là
vượt ra với lại mọi người nè, chứng tỏ là có cái câu mà của những thành phần mà nó bảo là nó ăn cước Mỹ nó vẫn thấy ngon hơn cơm Việt Nam. Nếu mà suy ra cái câu chuyện của Việt Rai á là thấy hợp lý đúng không? Từ đó đúng là không? Mình không đưa vô cái gì kêu là con người nữa rồi, hóa thứ đó là gì rồi. Đúng rồi, thua à. Đó thì ý em là vậy đó. Ô mà tụi nó, mình mà nói chuyện có mấy thằng bạn nói chuyện mà chửi ghê lắm. Nó nói get your ass go to work. Đó, mày giống như là vậy, nó có câu kêu, mà có câu là mày, gọi là mày mày về về nước mày đi, go back to where you come from á. Nó chửi nhiều cái nặng lắm, nhất là mấy người mà ấy, em có mấy bạn á, em nói má lucky tao cũng đi làm thấy mẹ tao luôn. Rết cái mình cũng ngẫm nghĩ, mình nói tại sao mà bà con cứ nghĩ qua đây là cứ phải nằm ngửa ăn, rồi nghe theo mấy thằng kia nó qua đây sướng lắm, qua đây sướng lắm, cứ cái này được ăn tiền này, được ăn tiền, đâu mất cái lo qua nước người ta để ăn tiền của người ta không làm sao. Thiệt, đi làm men không có đi cài tao thì không đủ đã, tao nói thì hỏi thằng này, thằng Việt Rai nè, dạ. Đã không đi làm thôi mà đi làm ở nước ngoài thì nó thê thảm lắm. Đúng 8 giờ là toàn 8 giờ vàng bạc, 8 giờ bỏ mồ hôi nước mắt ra, chứ nó không phải giống như Việt Nam mà làm gì làm. Đúng. Còn về đi ăn ngủ trưa, ngủ giấc trưa 2 giờ bắt đầu đi làm tiếp. Đụng Mỹ là không có cái chuyện đó, đụng quá. Tám tiếng răng rắc, đụng làm đụng đổ. Mỹ nó trả tiền cho mình làm 8 tiếng, nó trả tiền cho anh. Thí dụ như Việt Nam, thí dụ đi 10 đồng một tiếng là anh làm không sót một sen á. Không sót một sen. Và không một sen là anh cũng phải làm. Thí dụ như anh làm mà cái đó bị hư, anh phải tự động anh cầm cái chổi, anh đi quơ, anh quét, anh cào, anh cấu ở đâu, chứ không có cái kiểu mà đồ máy hư rồi đứng móc điện thoại ra đồ bấm hay là coi có con ghế mà có con nào rủ chối chiều nay nhậu không. Có chuyện đó đâu. Làm là làm cho đúng, phải làm ra đúng sản phẩm đồng là máy hư là kiếm chuyện khác làm liền, chứ không có đứng đó mà đứng không cho đứng không sao quên làm cho đứng. Mày đứng là mày di chuyển, mày không có chuyện làm mà mày thấy sức mà bay xuống là mày cứ cho bò mày đi tới đi lui đi xuôi đi ngược. Mày đứng nó là chết mạng cho nó đồ, mà thấy nó bóng dáng nó từ xa mà lo lũi đi kiếm đi lo mà cuốc mà cào mà cấu rồi không phải cái gì được giật bạc. Bởi vì đó là cái sự làm việc của nước Mỹ nó ghê gớm lắm. Đó. Nhiều khi nói gì mà không ai tin luôn, đồ mà ở đó mà qua đó mà ngồi chờ xuống ruộng rảnh qua phe để ăn đồ để hưởng đồ hái đá. Nói nói về thiên đường á có thật chứ, nhưng mà Việt Nam mà dân Việt Nam mình chắc cũng không có chân mà tới đó đâu. Nó có một cái nước rất là nhỏ ở châu Âu này, nó gọi là Liechtenstein. Nó rất là nhỏ, lương trung bình của nó là 100.000 đô á. Đó, nhưng mà nó dạng như là Singapore vậy, nó không nhập mấy người định cư tha giả như mấy nước châu Âu này đâu. Nhưng mà mình không có so sánh với mấy người đó được anh. Nước mình khác, nước mình đầy da tróc dở, chứ đừng có mong nghĩ mình cao hơn cái dân chúng. Cái lịch sử nước mình nó khác. Đúng rồi, nhưng mà tôi nói cho bạn nghe, không bằng thiên đường của tụi Somali đâu. Somali Africa đó, đàn ông bên đó cứ lần bốn vợ là mày có được quyền hơn bốn vợ. Con cho bác qua bển đi, con bác cấp con cho bác thêm bốn vợ nữa, bác đi không? Ôi được quá. Ông già ngon lắm, ông già qua bển đi. Được quá, ta làm chung với mấy người kia, tụi nó kể tao bên tao, xứ tao là được má bốn vợ không à. Em thì anh Minh biết sao không? Em không phải là tụi nó nói em lên em nói xấu nước Mỹ hay này kia. Không phải em nói xấu nước Mỹ. Nước Mỹ nói đúng ra nó có cái tốt, nó cũng có cái xấu. Nước Mỹ là người ta là đất nước mạnh mà, đúng không anh? Nó là cùng hùng hổ nó từ xưa giờ, tuy là nó không có lịch sử mấy ngàn năm nhưng mà mấy trăm năm nay sợ chiến tranh không chờ ai xâm nhập nó. Có ai đánh nó đâu. Chỉ vậy thôi. Nó nằm ngủ có hai bên là hai bờ biển, trên là Canada, dưới là Mexico, còn là đàn em nó không à. Đó, mà nó cứ lùa dân chúng vô là nhập cư, ý nó dân nhập cư vô để chi, để đi làm đóng thuế, nó lấy thuế ra nó đập rồi nó xây dựng đất nước nó mạnh lớn lên. Thì đó, mình không có chửi, mình không có nói mình ở Mỹ mà mình chửi Mỹ này cái người Mỹ á, có nhiều người cũng rất là tốt chứ không phải lại đâu, nhiều người rất tốt. Dạ, nhiều người rất tốt mà có đủ hết á. Nhưng mà
nước Mỹ không giống như cái câu của em á, là nước Mỹ không giống như cái đám xuyên tạc nó nói. Đúng rồi, đúng là rồi. Cái gì cũng ngon, không phải như vậy. Cái đó là cái em mới có mặt ở trên diễn đàn này thôi. Đó, nó đúng. Cũng có cái xấu, nó cũng có cái tồi tệ, tồi tàn. Mà nếu mà so ra nó cứ nói vậy, còn Việt Nam này kia nó, thằng cái người Mỹ mà nó đã làm những cái chuyện tồi tệ rồi thì mày so sánh cái nền văn minh của Việt Nam với của Mỹ nó như thế nào? Một thằng quá mạnh, một thằng thì mới ngóc ngóc lên, mà như vậy thì làm sao mà nói là thiên đàng, làm sao mà tốt được, đúng không? Nó cũng anh biết nếu mà nói về mà tệ nạn xã hội thì thôi. Theo em thấy nha, theo Việt Rai thấy hình như là tất cả các nước trên thế giới đều copy bắt chước Mỹ từ nó mà ra hết. Từ chích thúc, gái gú, ăn chơi, tệ nạn, cái gì cũng từ thằng Mỹ mà ra hết. Oh my God, anh Minh biết mà, giống như là tệ nạn gái mà dưới vị thành niên cũng đông nhất. Rồi băng đảng giết chóc nhau cũng nhiều cũng đông. Rồi vợ giết chồng để lấy bảo hiểm. Ôi mà cũng super nhiều luôn. Nó là super mà. À, nó có cái đài trên TV nó chiếu từ những năm 50, 60, 7, 8, 9 cho tới bây giờ luôn. Là những năm hồi xưa nó quay, nó làm lại những cái video đó, nó điều tra. Nó làm thành phim luôn đó. Nó làm lại cho mình coi những cái vụ án này mà ngày nào nó cũng chiếu kìa, là toàn là... con giết cha, vợ giết chồng để lấy bảo hiểm, rồi chồng với ôi dồi ôi, đủ các kiểu. Nhưng mà cái đám kia nó không bao giờ nó lôi những cái chuyện nó ra nó nói. Đúng. Nó cứ thì, ghét con cái vậy nè, nó so sánh một cách lạ kỳ.